con đã trình đồng mở phủ rồi, nay con muốn quy y Tam Bảo có được không? Nếu được con phải làm thế nào? Xin thưa các vị, tôi muốn nói là cái này như một biểu trưng. Nhiều hình thức khác nữa, nhiều tập quán tín ngưỡng khác nữa, mà muốn quy theo Phật không có gì trở ngại cả. Không cần phải làm bất cứ một thủ tục nào trước khi quy y theo Phật cả. Cái chuyện tu học là chuyện của các vị, tôi đã nói từ ban đầu. Vì vậy các vị giàu là khác đạo mà muốn quay trở về quy với đạo Phật, hay là các vị làm một cái chức năng gì đó trong một tín ngưỡng nào đó, các vị là ông từ, là người cai quản một cái tín ngưỡng nào đó, các vị vẫn là người Phật tử được. Các vị đọc trong Kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm gọi là nhập pháp giới đó, khi thiện tài đồng tử đi cầu đạo với 52 vị thiện tri thức, các vị mới thấy rằng trong 52 vị tri thức các vị nghĩ là các bậc Bồ Tát à. Ở trong đó thiện tài đi cầu đạo với ai? Đi cầu đạo với đồng nữ nè, tức là những đứa nít phụ nữ nhỏ. Cầu đạo với thiền trưởng nè, là những người trưởng thiền. Đi cầu đạo với kỹ nữ nè, đi cầu đạo với thương gia nè, đi cầu đạo với Bà La Môn nè, đi cầu đạo với các phái ngoại đạo nè, chứ đâu phải các vị sư, vị thầy, vị Bồ Tát đâu. Nhưng mà các vị thấy như vậy, các vị nói ủa sao kỳ cục vậy? Nhưng mà đó là cái tinh thần nhập thế quá tuyệt vời. Tôi nói thật với các vị, để gọi là tuyệt vời chỗ này, các vị muốn độ những người kỹ nữ mà đi tu thì Bồ Tát Hạnh còn phải dạy, các vị phải là một kỹ nữ hơn họ mới độ họ tu được. Các vị muốn độ kẻ cướp đi tu, các vị phải trở thành một kẻ đáng cướp còn hơn họ nữa, các vị độ họ mới được. Các vị muốn độ kẻ quậy phá đi tu, bản thân các vị phải quậy hơn họ nữa, các vị mới độ được. Nếu đã gọi là Bồ Tát Hạnh thì không giới hạn với bất cứ một hình thức nào. Như vậy các vị là một ông từ để cai quản một cái tín ngưỡng, thờ đá, thờ sỏi, thờ cây, thờ gì đó, cái đó không quan trọng. Nhưng nếu các vị là người biết Phật Pháp, mà các vị là người quy, các vị là Phật tử thuần thành, thì vai trò ông từ này các vị sẽ từng cách để giúp cho những người đang tín ngưỡng cái này, để giúp họ chuyển hướng lần lần để độ họ trở thành Phật tử. Các vị đã từng người là từng lên đồng lên bóng thế này, các vị hiểu được nó như thế nào rồi. Bây giờ các vị là Phật tử, các vị dễ dàng giúp cho những người đang vướng phải cái này để thay đổi một cách tốt. Vì vậy người này quy y là tốt chứ không có xấu gì cả, cũng không cần bất cứ thể lệ nào. Quan trọng nhất phải nhận Phật Pháp cho một chánh kiến, tức là hiểu biết một cách đúng đắn và vững vàng, để giúp cho những người này chuyển hướng để quay về với con đường chánh Pháp. Nên làm và rất cần làm. Thân phận nào đối với đạo Phật không quan trọng, giàu sang nghèo hèn địa vị nào đó không quan trọng. Bồ đề tâm này nó không loại trừ với thân phận nào cả. Không phải nhà giàu cái bồ đề tâm nó lớn, còn nhà nghèo cái bồ đề tâm nó nghèo, nó nhỏ theo. Không có chuyện đó. Bồ đề tâm này, tính thiện này, nó ở thánh nhân nó không khác, mà ở phàm phu nó không đổi, và địa ngục nó không phai. Các vị tìm lại nghe một bài giảng tôi giảng, đó là Phật ở trong ta. Các vị hiểu cái này. Tại vì những vấn đề này tôi trình bày quá nhiều rồi, bây giờ tôi không muốn giảng lại, tôi muốn giới thiệu lại các vị nghe cho nó đầy đủ ha. Sáng giờ tôi quảng cáo tôi hơi nhiều nữa phải không? Nói như vậy không nhầm, tôi muốn giới thiệu về những điều đó, mà tôi muốn cho các vị hiểu tường tận. Không có đủ thời giờ để chia sẻ, vì vậy tôi phải nói một cách đó vắn tắt rồi tôi mới giới thiệu, để giúp các vị hiểu rộng thêm một vấn đề. Và như vậy thì những người như thế này mà các vị giác ngộ được Phật Pháp là tốt lắm. Và nhất là tôi biết ở miền Bắc cái tín ngưỡng này còn nặng lắm. Ngoài cái này còn nhiều cái tín ngưỡng khác nữa. Mặc dầu xin thưa thật với các vị, miền Bắc là cái nôi của Phật giáo, phải thừa nhận là vậy. Miền Nam là nơi phát triển từ miền Bắc đi vào. Mà ngày xưa khi quá trình đàn trong và đàn ngoài phân tranh, và Phật Pháp nó đã được ảnh hưởng từ đàn ngoài vào đàn trong như thế này, thành ra miền Bắc xem như là cái nôi của đạo Phật. Chùa chiền ở miền Bắc nó có cái thời gian, cái tuổi thọ, có niên đại cao hơn phần lớn là ở miền Nam. Cái niên đại của miền Nam có chùa nào mà có thể cao hơn những cái chùa cổ ở đây được? Để nói cái nét cổ thì miền Bắc cổ, nhưng mà đồng nghĩa miền Bắc lại kéo theo quá nhiều tín ngưỡng của văn hóa dân gian. Tín ngưỡng Việt Nam nó cộng hội với cái đạo Phật, cho nên đôi khi những người nghiên cứu Phật giáo đôi khi chưa vững, không biết đường nghiên cứu, thấy cái nào cũng có Phật, mà thấy cái nào cũng có tín ngưỡng, mà không biết cái nào là tín ngưỡng mà cái nào là Phật giáo, phân biệt không được. Thành ra chính cái chỗ đó có những người đập một cục luôn, đạo Phật nó là cái đó, nó gồm cái đó. Và nhất là những người muốn đả phá đạo Phật thì lôi những cái đó ra để cho Phật giáo là như vậy, để họ đả kích. Nhưng sự thật đạo Phật làm gì có cái đó. Nhưng mà tôi nói rằng những tín ngưỡng chúng ta không xấu, một truyền thống văn hóa chúng ta đã có trước thời Phật giáo du nhập lẫn. Và khi Phật giáo vào trong đất nước này, hòa quyện với nền văn hóa tín ngưỡng sẵn có để trở nên một nền văn hóa bản địa như thế này là quá tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải hiểu đâu là đạo Phật và đâu là tín ngưỡng dân gian, để chúng ta có thể chọn lựa mà tu tập. Tín ngưỡng chúng ta giữ như một văn hóa, tự hào về một nền văn hóa lúa nước của người Việt Nam. Những thời sơ khai ban đầu không có chỗ dựa tinh thần, chúng ta thờ Pháp Vương, Pháp Vũ, Pháp Vân, Pháp Lôi, Pháp Điện gì đó. Chúng ta thờ nhiều cái khác là để chỗ nương dựa tinh thần, cái đời sống tâm linh lành mạnh của mỗi người chúng ta. Tốt nên duy trì, cái đó là cái niềm tự hào của một đất nước. Nhưng mà cộng lại với con đường tu hành thì nó lại khác nữa. Duy trì như một nền văn hóa bản địa, còn tu hành để phát huy tuệ giác lại là một cái cách khác. Cho nên ở đây tôi nói rằng dầu hình thức nào, các vị ở chùa miễu gì đó, các vị canh đồng bóng gì đó, việc đó các vị trở thành Phật tử là tốt, không có bất cứ một trở ngại nào. Nhưng mà nếu các vị có bồ đề tâm thì trong vai trò đó các vị sẽ độ được rất nhiều người đang tín ngưỡng đó. Các vị làm việc đó là một công đức rất lớn, và tôi khuyến khích các vị nên làm và tán dương công đức của các vị. Như vậy lời nói trên đây tôi xin được tạm dừng.